Vì 10 lực Phật tịch tịnh nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng tịch tịnh. 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng tịch tịnh nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng tịch tịnh. Vì 10 lực Phật bất khả đắc nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả đắc. 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng bất khả đắc nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả đắc. Vì 10 lực Phật bất khả tư nghỉ nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả tư nghỉ. 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng bất khả tư nghỉ nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả tư nghỉ. Vì 10 lực Phật vô tri giác nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tri giác. 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng vô tri giác nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tri giác. Vì thế lực của 10 lực Phật chẳng thành tựu nên biết thế lực của Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng chẳng thành tựu. Thế lực của 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng chẳng thành tựu nên biết thế lực của Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng chẳng thành tựu. Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này mà nói, Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa của Đại Bồ Tát là Đại Ba La Mật Đa. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, vì pháp không quên mất vô sanh nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sanh. Tánh luôn luôn xả vô sanh nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sanh. Vì pháp không quên mất vô diệt nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô diệt. Tánh luôn luôn xả vô diệt nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô diệt. Vì pháp không quên mất vô tự tánh nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tự tánh. Tánh luôn luôn xả vô tự tánh nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tự tánh. Vì pháp không quên mất vô sở hữu nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sở hữu. Tánh luôn luôn xả vô sở hữu nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sở hữu. Vì pháp không quên mất là không nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không. Tánh luôn luôn xả là không nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không. Vì pháp không quên mất vô tướng nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tướng. Tánh luôn luôn xả vô tướng nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tướng. Vì pháp không quên mất vô nguyện nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô nguyện. Tánh luôn luôn xả vô nguyện nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô nguyện. Vì pháp không quên mất viễn ly nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng viễn ly. Tánh luôn luôn xả viễn ly nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng viễn ly. Vì pháp không quên mất tịch tịnh nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng tịch tịnh. Tánh luôn luôn xả tịch tịnh nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng tịch tịnh. Vì pháp không quên mất bất khả đắc nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả đắc. Tánh luôn luôn xả bất khả đắc nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả đắc. Vì pháp không quên mất bất khả tư nghỉ nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả tư nghỉ. Tánh luôn luôn xả bất khả tư nghỉ nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả tư nghỉ. Vì pháp không quên mất vô tri giác nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tri giác. Tánh luôn luôn xả vô tri giác nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tri giác. Vì thế lực của pháp không quên mất chẳng thành tựu nên biết thế lực của Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng chẳng thành tựu. Thế lực của tánh luôn luôn xả chẳng thành tựu nên biết thế lực của Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng chẳng thành tựu. Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này mà nói, Bát Nhã Ba La Mật Đa của Đại Bồ Tát là Đại Ba La Mật Đa. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, vì trí nhất thiết vô sanh nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sanh. Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng vô sanh nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sanh. Vì trí nhất thiết vô diệt nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô diệt. Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng vô diệt nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô diệt. Vì trí nhất thiết vô tự tánh nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tự tánh. Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng vô tự tánh nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tự tánh. Vì trí nhất thiết vô sở hữu nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sở hữu. Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng vô sở hữu nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sở hữu. Vì trí nhất thiết là không nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không. Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là không nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không. Vì trí nhất thiết vô tướng nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tướng. Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng vô tướng nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tướng. Vì trí nhất thiết vô nguyện nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô nguyện. Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng vô nguyện nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô nguyện. Vì trí nhất thiết viễn ly nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng viễn ly. Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng viễn ly nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng viễn ly.
Vì trí nhất thiết tịch tịnh, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng tịch tịnh. Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng tịch tịnh, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng tịch tịnh. Vì trí nhất thiết bất khả đắc, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả đắc. Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng bất khả đắc, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả đắc. Vì trí nhất thiết bất khả tư nghỉ, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả tư nghỉ. Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng bất khả tư nghỉ, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả tư nghỉ. Vì trí nhất thiết vô tri giác, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tri giác. Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng vô tri giác, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tri giác. Vì thế lực của trí nhất thiết chẳng thành tựu, nên biết thế lực của Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng chẳng thành tựu. Thế lực của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng thành tựu, nên biết thế lực của Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng chẳng thành tựu. Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này mà nói, Bát Nhã Ba La Mật Đa của Đại Bồ Tát là Đại Ba La Mật Đa. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, vì tất cả pháp môn Đà La Ni vô sanh, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sanh. Tất cả pháp môn Tam Ma Địa vô sanh, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sanh. Vì tất cả pháp môn Đà La Ni vô diệt, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô diệt. Tất cả pháp môn Tam Ma Địa vô diệt, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô diệt. Vì tất cả pháp môn Đà La Ni vô tự tánh, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tự tánh. Tất cả pháp môn Tam Ma Địa vô tự tánh, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tự tánh. Vì tất cả pháp môn Đà La Ni vô sở hữu, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sở hữu. Tất cả pháp môn Tam Ma Địa vô sở hữu, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sở hữu. Tất cả pháp môn Đà La Ni là không, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không. Tất cả pháp môn Tam Ma Địa là không, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không. Vì tất cả pháp môn Đà La Ni vô tướng, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tướng. Tất cả pháp môn Tam Ma Địa vô tướng, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tướng. Vì tất cả pháp môn Đà La Ni vô nguyện, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô nguyện. Tất cả pháp môn Tam Ma Địa vô nguyện, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô nguyện. Vì tất cả pháp môn Đà La Ni viễn ly, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng viễn ly. Tất cả pháp môn Tam Ma Địa viễn ly, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng viễn ly. Vì tất cả pháp môn Đà La Ni tịch tịnh, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng tịch tịnh. Tất cả pháp môn Tam Ma Địa tịch tịnh, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng tịch tịnh. Vì tất cả pháp môn Đà La Ni bất khả đắc, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả đắc. Tất cả pháp môn Tam Ma Địa bất khả đắc, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả đắc. Vì tất cả pháp môn Đà La Ni bất khả tư nghỉ, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả tư nghỉ. Tất cả pháp môn Tam Ma Địa bất khả tư nghỉ, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả tư nghỉ. Vì tất cả pháp môn Đà La Ni vô tri giác, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tri giác. Tất cả pháp môn Tam Ma Địa vô tri giác, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tri giác. Vì thế lực của tất cả pháp môn Đà La Ni chẳng thành tựu, nên biết thế lực của Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng chẳng thành tựu. Thế lực của tất cả pháp môn Tam Ma Địa chẳng thành tựu, nên biết thế lực của Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng chẳng thành tựu. Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này mà nói, Bát Nhã Ba La Mật Đa của Đại Bồ Tát là Đại Ba La Mật Đa. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, vì dự lưu vô sanh, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sanh. Nhất lai bất hoàn A-la-hán vô sanh, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sanh. Vì dự lưu vô diệt, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô diệt. Nhất lai bất hoàn A-la-hán vô diệt, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô diệt. Vì dự lưu vô tự tánh, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tự tánh. Nhất lai bất hoàn A-la-hán vô tự tánh, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tự tánh. Vì dự lưu vô sở hữu, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sở hữu. Nhất lai bất hoàn A-la-hán vô sở hữu, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sở hữu. Vì dự lưu là không, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không. Nhất lai bất hoàn A-la-hán là không, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không. Vì dự lưu vô tướng, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tướng. Nhất lai bất hoàn A-la-hán vô tướng, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tướng. Vì dự lưu vô nguyện, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô nguyện.
Nhất lai bất hoàn a la hán vô nguyện, nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô nguyện. Vì dự lưu viễn ly, nên biết bát nhã ba la mật đa cũng viễn ly. Nhất lai bất hoàn a la hán viễn ly, nên biết bát nhã ba la mật đa cũng viễn ly. Vì dự lưu tịch tịnh, nên biết bát nhã ba la mật đa cũng tịch tịnh. Nhất lai bất hoàn a la hán tịch tịnh, nên biết bát nhã ba la mật đa cũng tịch tịnh. Vì dự lưu bất khả đắc, nên biết bát nhã ba la mật đa cũng bất khả đắc. Nhất lai bất hoàn a la hán bất khả đắc, nên biết bát nhã ba la mật đa cũng bất khả đắc. Vì dự lưu bất khả tư nghỉ, nên biết bát nhã ba la mật đa cũng bất khả tư nghỉ. Nhất lai bất hoàn a la hán bất khả tư nghỉ, nên biết bát nhã ba la mật đa cũng bất khả tư nghỉ. Vì dự lưu vô tri giác, nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô tri giác. Nhất lai bất hoàn a la hán vô tri giác, nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô tri giác. Vì thế lực của dự lưu chẳng thành tựu, nên biết thế lực của bát nhã ba la mật đa cũng chẳng thành tựu. Thế lực của nhất lai bất hoàn a la hán chẳng thành tựu, nên biết thế lực của bát nhã ba la mật đa cũng chẳng thành tựu. Bạch Thế Tôn, con dựa vào ý này nên nói bát nhã ba la mật đa của đại Bồ Tát là đại ba la mật đa. Thế quyển thứ 180.